Xin chào các bác. Hôm nay để tiếp nối cho chương trình Đồ Tào Lao, em tiếp tục giới thiệu tới các bác một mẫu đầu DVD siêu nhỏ gọn mà em xếp vào phân khúc ở đầu DVD kệ sách. Ở cái mẫu này có cái tên mã, có cái tên thương hiệu là Vestable. Vestable. Em tiếng Tây ngu lắm, đọc bừa đấy ạ. Dịch từ tiếng Tây ra tiếng Kinh có nghĩa là thảo mộc. Sau đây em xin gọi cái con này phiên âm ra tiếng Kinh cho nó dễ. Đây là con thảo mộc. Chứ bây giờ cứ ép em đọc tiếng Tây nó khổ lắm. Ngay đầu video em xin nói thế này. Cái con thảo mộc này thì em sẽ dành quyền ưu tiên cho một anh khách có cái tên nick ở trên Zalo là anh Lê Văn Bốn. Em xin nhắc lại, em ưu tiên cho anh khách có cái tên ở trên Zalo là Lê Văn Bốn. Anh này thì đã mua hụt của em tầm 3-4 lần rồi. Và cũng có gọi điện và nhắn tin trực tiếp nhiều lần rồi. Do vậy ngày hôm nay là em sẽ ưu tiên cho anh được phép lựa chọn trước cái mẫu này. Nếu như anh không lấy thì nó sẽ là cơ hội đến với những người khác. Và em cũng xin một phút để quảng cáo. Tất cả những món mà em xếp vào phân khúc đồ tào lao thì em vẫn thực hiện mọi bản test vô cùng nghiêm túc trên video. Nhưng em sẽ không bao chạy và không bảo hành dù chỉ là một phút. Nói nôm na cho dễ hiểu là em đang bán một thứ đồ hư, một thứ đồ nó hỏng rồi, không chạy được nữa. Nhiệm vụ duy nhất là dùng để ngắm và thay thế một cái cục chặn giấy. Bất kể là anh Lê Văn Bốn hay là khách hàng nào, khi muốn mua cái sản phẩm này đều phải xác định rõ và đả thông tốt về mặt tư tưởng. Kinh mạch vững vàng, huyết áp ổn định sau khi mọi thông số về sinh tồn cũng như những thông số về tư tưởng nó tốt thì tiến hành rút điện thoại ra gọi cho em để tiến hành giao dịch. Em xin phép khép lại một phút quảng cáo. Thế thì trên cái mẫu siêu nhỏ gọn thảo mộc này, Vestable này, thì nó có cái ưu thế gì? Ưu thế đầu tiên đó là con này xài điện 220V, tức là nó là nguồn auto volt. Chúng ta cắm 100V nó cũng chạy, cắm 220 nó cũng chạy bình thường như cân đường hộp sữa. Đây là cái ưu thế đầu tiên. Ưu thế thứ hai đó là nó có khe cắm USB, chúng ta có thể chép nhạc MP3 vào chơi từ sáng đến đêm và từ đêm đến sáng hôm sau, chỉ sợ không có sức mà nghe thôi ạ. Một cái ưu thế thứ ba đó là nó chơi được 3 thể loại đĩa, bao gồm đĩa VCD, đĩa DVD và đĩa CD. Tức là nó chơi được thể loại đĩa gối giai đoạn là đĩa VCD. Một cái điểm thú vị thứ tư trên mẫu sản phẩm này đó là nó có khả năng sao chép đĩa CD vào USB. Nè, còn này thì em đã từng làm video demo trên một vài mẫu ở những thứ sản phẩm mà mang tính chất tào lao như thế này. Em đang bỏ vào đây một cái đĩa DVD và bây giờ em sẽ nhích volume lên để anh em chúng ta nghe một chút tiếng bên phần đĩa DVD. Vâng, em xin phép tắt tiếng. Một cái mẫu mà với cái bề rộng chưa đến 22cm nhưng nhà sản xuất nó vẫn cố gắng nó dặn ra được một cái hệ thống đèn LED hiển thị bé tí xíu ở góc bên phải. Ít nhất là khi chúng ta nhìn vào đây,
chúng ta cũng biết được rằng thì mà là cái công tơ mát nó đang chạy và nó báo cho chúng ta biết là chúng ta đang xài đĩa gì. Đó. Ngay cạnh là cái khe cắm USB, trên mặt của thiết bị nó rất ít nút. Như em nhìn thì nó có 3 nút, 4 nút, những cái nút cơ bản nhất. Bề rộng chưa đến 22cm và chiều cao dưới 5cm. Bây giờ thì em sẽ bỏ vào đây một cái đĩa CD. Con này trông nó tào lao vậy thôi, nhưng mà được mua đấu giá từ bên kia về, không phải hàng bãi đổ lô. Do vậy là có kèm theo remote zin. Em vừa ấn nút eject ra đĩa và bây giờ em sẽ bỏ vào đây một cái đĩa CD. Đồ rất tào lao, rất rẻ tiền, nhưng mà để làm những cái bản test và những cái thứ liên quan đến demo nó cũng mất khá nhiều thời gian đi ạ. Em bỏ vào đây một cái đĩa CD và sẽ nhích volume lên để các bác nghe. Đang loát. Xin phép tắt tiếng. Trước khi đi vào những bản test tiếp theo thì anh em chúng ta sẽ thử đi soi xem thằng chủ cũ người Nhật nó thảy cho qua được những thứ gì. Trước tiên là cái remote zin đi theo máy đó, nó có zin hay không ấy thì các tình yêu cứ nhìn vào cái remote nó vẽ ở trên vỏ hộp và cái remote trước mặt các tình yêu đây, chắc chắn đây là remote zin. Thằng chủ cũ nó thảy qua được cái vỏ hộp nhưng không có xốp ke đó, và nó cũng khá là tử tế khi cố gắng nhét vô trong cái vỏ hộp này một cái sợi dây AV. Em nghĩ đây đúng là cái sợi dây đi theo máy. Ở trên cái vỏ hộp này thì nhà sản xuất nó cũng khoe ra là cái sản phẩm này có khả năng chép đĩa CD và USB, khỏe rất rõ ràng, không hề giấu giếm. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ đi vào đọc dăm ba cái thông số nó ghi ở trên vỏ hộp. Các bác thông cảm, em quay vào cái khung giờ này, khi em cầm cái điện thoại này lên quay thì nó vào tầm khoảng 9:30 buổi sáng. Nhà em sát đường quốc lộ, do vậy độ ồn nó rất cao, âm thanh nó vô cùng hỗn tạp, mong các bác hết sức thông cảm. Đây là tên mã của sản phẩm GDSDP1, nó ghi là điện áp AC 100V nhưng không phải đâu ạ. Con này là một con nguồn giải rộng. Về kích thước nó rộng 21,7cm, chiều cao là 4,6 và chiều sâu là 19,4cm. Thân máy nặng 680g, gớm, nặng khiếp. 680g diễn nôm ra có nghĩa là con này nặng hơn nửa cân một chút. Về phần đĩa, nó đọc được khá là đa dạng, hầu như là tất cả các loại đĩa DVD.
Và thật là may mắn là nó chơi tốt cả đĩa VCD và gần như tất cả thể loại đĩa CD. Bên đường USB thì nó hỗ trợ chuẩn 2.0 và hỗ trợ USB lên đến 32 GB. Về hệ màu thì nó bao gồm hai hệ là hệ NTSC và hệ PAL. Dòng chữ ở đây là nó bảo là để giúp cho sản phẩm được tốt hơn thì những thành phần cấu kiện bên trong, chúng ta hay nói là trong ruột, chúng nó có quyền thay đổi mà không thèm báo trước. Đây là tên của thương hiệu này, còn nó của công ty khỉ mẹ gì em không biết đâu. Vestable thảo mộc. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với phần đoạn test tiếp theo trên cái mẫu này. Các bác thông cảm, quay những cái thứ mà có màu đen thì điện thoại nó hay bị ao nét. Rồi, em đã ấn nút stop dừng đĩa CD và bây giờ anh em chúng ta đến với phần đoạn test tiếp theo, đó là USB. Ở trên cái remote zin này thì chuyển USB bằng cái nút này, ấn vào thì nó sẽ sổ ra một cái menu phụ. Chúng ta di chuyển xuống chữ USB và ấn nút OK ở giữa hai lần thì nó sẽ chuyển sang loát USB đang loát. Các bác vừa được nghe một đoạn nhạc MP3 mà em đã lưu sẵn ở trong USB. Bây giờ em sẽ chuyển đến một cái đoạn video mà em lưu trong USB. Xin lưu ý là ở trên cái mẫu này nó sẽ cho phép đọc những cái video ở cái định dạng FLV và độ phân giải của video vào tầm 360p các bác nhé. Chúng ta sẽ chơi một đoạn video trong USB. Như vậy là anh em chúng ta cũng đã test xong cái ngõ danh giá là cái ngõ USB. Hầu như tuyệt đại đa số những khách hàng mà đi mua những con đầu đĩa DVD kiểu như thế này đều mong muốn là cái đầu đĩa của mình nó có khe cắm USB mở rộng, để ngoài cái vấn đề mà khi mà chúng ta chơi đĩa thì chúng ta còn có cái khe USB để chép nhạc MP3 vào nghe y xèo. Đó là mong muốn hết sức là chính đáng của tất cả những dân chơi tại Việt Nam. Như vậy là cái sản phẩm thảo mộc lom khom
nó cũng chơi tốt USB. Bây giờ em sẽ làm cái thao tác mà rất nhiều người mong muốn thằng chủ shop nó sẽ làm. Tuy là em đã từng làm demo khá nhiều lần trên những cái mẫu khác rồi, đó là cái khả năng chép đĩa CD vào USB. Bây giờ em sẽ chuyển về cái tính năng chạy đĩa CD và em sẽ làm demo cái tính năng này, cái tính năng mà nhà sản xuất nó khoe ra ngay ở cái vỏ giấy trên sản phẩm. Em đã nói rồi, video nó khá là dài, cho dù cái sản phẩm nó tương đối là tào lao. Em xin phép tắt tiếng và bây giờ em sẽ hướng dẫn này. Tình yêu nào đang chuẩn bị mua cái sản phẩm tào lao này hết sức chú ý. Thế thì trên cái giao diện mà đang chạy đĩa CD như thế này thì muốn chép toàn bộ một cái đĩa CD hay là chỉ chép một hai bài trong cái đĩa CD vào USB thì làm dư lại. Hết sức chú ý này. Đó, trên remote nó có nút. Đó là cái nút đây này, ngay cạnh cái nút số 0. Khi đang chạy đĩa CD, chúng ta ấn vào nút này, ngay lập tức đĩa CD nó sẽ dừng, tạm dừng, nó không chạy nữa. Và một cái menu phụ, đây là menu CD Rip, nó hiện ra và nó sẽ có một cái bảng tùy chọn cho anh em chúng ta tiến hành chép, có thể chép một bài hoặc có thể chép toàn bộ một cái đĩa CD vào USB. Vì cái thời lượng video nó không cho phép, do vậy em sẽ chép một bài thôi vào USB để cho khách yêu nắm được tinh thần. Ở bên cái mục Option, các bác có thể nhìn thấy dòng chữ Speed nó đang để Normal, có nghĩa là tốc độ thông thường. Chúng ta có thể thay đổi cái tốc độ ghi vào USB bằng cái nút OK, sử dụng hàng phím 4 chiều ở đây để thay đổi những cái tham số. Ví dụ như đang ở speed là normal, chúng ta ấn vào nút OK nằm giữa này để chuyển về fast, có nghĩa là mạnh mẽ. Ở cái mục bên dưới, chúng ta ấn nút xuống để di chuyển vào cái phần bit rate. Mặc định là 128 kb, nó hơi thấp. Chúng ta ấn vào cái nút OK nằm giữa cái remote này để chuyển nó về 320 kb. Đó, đây là cái thứ chất lượng tần số lấy mẫu cao nhất khi mà chép từ đĩa CD sang USB. Bây giờ thì chúng ta sẽ ấn cái nút sang bên phải để chọn một bài hát bất kỳ. Ví dụ như em chọn bài số 5 đi. Đó. Chọn bài số 5. Ấn đến cái chữ số 5 và ấn OK. Đó. Thế thì là nó sẽ đánh cái dấu tích vào cái bài số 5 này. Ấn nút sang bên trái để quay trở lại cái bảng bên tay trái. Tiếp tục ấn nút xuống vào nút Start và ấn nút OK. Đó. Ngay lập tức nó chuyển sang một cái bảng menu phụ và nó sẽ báo cho chúng ta biết là đang trong quá trình CD rip, đang chép bài số 5 của đĩa CD vào USB và cái phần phần trăm còn lại nó đang báo ở góc bên tay phải của màn hình. Và như các bác đang thấy, USB đang nháy và trên cái mặt hiển thị của đầu đĩa nó đang báo công tơ mét cho chúng ta biết là cái quá trình chép bài số 5 vào USB. Tất nhiên là chúng ta bắt buộc phải chờ thôi. Tốc dục bất đạt. Hiện tại là đang chép được vào khoảng gần 50% rồi. Chúng ta sẽ chờ thêm khoảng 15 20 giây nữa. Như em đánh giá thì trong quá trình chép đĩa CD,
vào USB thì chúng ta nên check ở tốc độ thông thường Norman thì nó sẽ cho cái chất lượng cao hơn cả nha. Đây là khi mà em làm demo thì em bắt buộc phải làm nhanh, bởi vì video nó quá dài, không phải là khách hàng yêu quý nào của em cũng đủ độ kiên nhẫn để xem hết cái video này. Sau khi chép xong cái bài số 5 vào USB thì em sẽ bỏ đĩa CD ra và để cho nó khách quan, và chúng ta sẽ nghe lại cái bài số 5 này trên USB. Rồi, như vậy là nó đã chép xong bài hát, bài check số 5 của đĩa CD và USB, và nó quay trở lại với cái bảng CD RIP. Chúng ta sử dụng cái nút xuống, ấn nút xuống vào chữ Exit và nút OK để thoát ra khỏi cái bảng này. Sau khi thoát ra khỏi cái bảng này thì đầu đĩa của chúng ta nó tự chuyển về chế độ chạy đĩa CD. Bây giờ để cho khách quan thì em sẽ bỏ cái đĩa CD này ra. Thì không nhiều ông lại bảo là chắc gì nó đã ghi được vào USB, tiếng đấy rất có thể vẫn là tiếng ở đĩa CD. Đó, báo no zip, không có đĩa, và cái đầu nó tự động nó chuyển sang loát USB. Tự động phát cái bài hát đầu tiên. Thế thì các bác nhìn vào cái mục USB này, các bác có thể thấy cái mục cuối cùng, đó là check số 5, chính là cái bài hát mà chúng ta mới ghi từ đĩa CD vào USB. Chúng ta sẽ di chuyển xuống cái check số 5 này để nghe lại coi sao. Như các bác có thể thấy là cái chất lượng khi mà rip bài hát từ đĩa CD vào USB khá là tốt. Em nghĩ nó đồng đều và tương đương 1:1 đấy ạ. Bây giờ thì em sẽ ngoảnh đít ra để cho khách yêu nhìn thấy nó rõ hơn. Chúng ta sẽ đọc qua sơ sơ một chút về thông số. Đây là một cái con cơ bản, do vậy nó sẽ có 3 đường đập bông sen xuất ra. Và em xin phép không nhài lại mấy cái thứ đó nữa. Và đây là thông số này. GDSDP1. Những cái thông số ở đây ấy, thì mang tính tham khảo thôi. Con này em đảm bảo là cắm điện 220V thoải mái. Số series có đuôi 0965. Máy thì có chày chớt bên ngoài, ngoài vỏ nhựa là nó có chày chớt. Rất may là mặt trước là trông còn ngon, không có chày chớt gì cả. Trên vỏ nắp là có chày sơ sơ. Và như vậy là ngày hôm nay anh em chúng ta lại bỏ ra một khoảng thời gian không hề ngắn, ở trên 20 phút để tìm hiểu về một cái mẫu tào lao mía lau với cái tên thương hiệu là Vestable.
tạm dịch một cách văn vẻ từ tiếng Anh ra tiếng Kinh, có nghĩa là thảo mộc. Em xin kết luận như thế này, mẫu này thì nó có một vài ưu điểm. Thứ nhất là điện auto volt, cắm đâu cũng được, không lo cái chuyện cắm lộn điện. Thứ hai là chơi được ba thể loại đĩa, trong đó là chơi tốt thể loại đĩa gối giai đoạn là đĩa VCD. Điểm thứ ba là có USB, chơi tốt định dạng nhạc MP3. Điểm thứ tư rất thú vị là chúng ta có thể chép nguyên một cái đĩa CD vào USB để chơi. Có rất nhiều bác là có những cái đĩa CD rất quý giá, các bác không muốn lôi ra lôi vô, bỏ vào máy rồi thì nó chảy xước, nó phí hoài đi, bởi vì những cái đĩa đó là các bác ấy mua mang mục đích sưu tầm. Thế thì trên cái sản phẩm này, cái ưu thế đó là chúng ta có thể chép nguyên cái đĩa đó vào USB để chơi, còn đĩa thì chúng ta cất đi. Đó. Sản phẩm mà em bán ra thì bao gồm bầu đoàn thê tử như lúc nãy em có quay ở đoạn đầu video. Giá thì em đã niêm yết rõ ràng, và cũng xin mời bác khách có cái tên Zalo là Lê Văn Bốn vào xem video. Nếu ưng thì nhắn lại qua Zalo với em để tiến hành chốt cụ thể. Nếu bác không ưng thì nó sẽ là cơ hội đến với những bác khác. Vâng, em xin phép dừng cái video giải thượt này tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.